Vào ngày TT Thế giới, ngôi sao giải trí Vinh Bác đã chính thức được công bố là đại sứ phúc lợi công cộng cho tổ chức cứu hộ động vật hoang dã. Tin tức này đã thu hút nhiều sự chú ý và thảo luận rộng rãi. Là một nhân vật nổi tiếng của công chúng, sự tham gia của Vinh Bác chắc chắn đã thêm sức sống mới cho các hoạt động giải cứu động vật hoang dã. Điều đáng chú ý hơn nữa là blog chính thức đã đăng một video Vinh Bác hỗ trợ tổ chức cứu hộ động vật hoang dã. Điều này không chỉ thể hiện hình ảnh phúc lợi công cộng của Vinh Bác mà còn tiết lộ thêm mối liên hệ tinh tế và sâu sắc giữa con người và thiên nhiên. TT là một loài động vật đã được biết đến trong tự nhiên vì thói quen sống độc đáo và trí tuệ sinh tồn. Khi đối mặt với mối đe dọa, chúng sẽ nhanh chóng cuộn mình thành một quả bóng nhỏ, dùng lớp mai cứng để bảo vệ. Và khi cảm nhận được nguy hiểm, chúng có thể nhanh chóng rút chân tay, uốn cong hai chân sau rồi chạy lùi với tốc độ đáng kinh ngạc để tránh kẻ săn mồi. Kỹ thuật trốn thoát thần kỳ này thể hiện sự khôn ngoan trong sinh tồn và trân trọng sự sống trong tự nhiên của TT. Tuy nhiên, trong video tập thể này, sự tương tác giữa Vinh Bác lại khiến người ta có cảm giác hòa hợp và gần gũi lạ thường. Trong video, Vinh Bác mặc quần áo bảo hộ đặc biệt, đeo khẩu trang, găng tay, đội mũ và chăm chú quan sát TT. Cảnh tượng này không chỉ khiến người ta phải kinh ngạc trước sự thân thiện của anh ấy, mà còn gợi lên những suy nghĩ về nhận thức động vật và cảm xúc lòng tốt của con người. Động vật thường có khả năng cảm nhận được cảm xúc, thái độ của con người. Sự hiểu biết tương tác ngầm giữa con người hay động vật không chỉ phản ánh lòng tốt của Vinh Bác, mà còn phản ánh mối quan hệ hài hòa cần được thiết lập giữa con người và thiên nhiên. Việc Vinh Bác trở thành đại sứ phúc lợi công cộng đã không chỉ phản ánh danh dự cá nhân của anh ấy, mà còn là sự khẳng định cam kết lâu dài của anh ấy đối với phúc lợi công cộng. Với tư cách là người của công chúng, anh ấy đã dùng ảnh hưởng và hành động của mình để kêu gọi nhiều người hơn nữa quan tâm đến việc bảo vệ động vật hoang dã và sự phát triển bền vững của môi trường tự nhiên. Hành động của anh ấy không chỉ mang lại nhiều sự quan tâm và hỗ trợ hơn cho hoạt động cứu hộ động vật hoang dã, mà còn truyền tải tinh thần phúc lợi công cộng tích cực đến toàn xã hội.